Thưa quý vị, sáng nay hơn 110.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập. Các em làm bài thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Do đã được học tập quy chế và quán triệt các vật dụng được phép, không được phép mang vào phòng thi từ sáng hôm qua, nên trong buổi sáng nay, hầu hết các thí sinh đến điểm thi đều chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, được phép mang vào phòng. Thí sinh bắt đầu làm bài thi lúc 8 giờ sáng nay. Sau 120 phút làm bài thi, các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi đầu tiên của mình. Đầu tiên là cấu trúc đề thì có hai phần. Phần thứ nhất là những câu hỏi về nghệ thuật và về thể thơ xoay quanh bài thơ Đồng Chí. Còn phần thứ hai là về phần nghị luận xã hội thì xoay quanh cái việc ứng xử thế nào so với ứng xử thế nào trước mong đợi của những người thân yêu đối với chúng ta. Thì con thấy đề nghị luận xã hội này nó hơi khó với các bạn, bởi vì bình thường các bạn thường hay được luyện những cái đề về tư tưởng đạo lý hơn là những cái đề về ứng xử. Nhưng mà con hy vọng là các bạn sẽ làm được và sẽ tâm lý thoải mái trong các kỳ thi tiếp theo. Đề thi môn ngữ văn lớp 10 của Hà Nội nhiều năm qua được đánh giá là an toàn. Tuy nhiên, đây là năm cuối thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đối với môn ngữ văn nói riêng, nên việc giữ nguyên cấu trúc so với các năm trước đây được đánh giá phần nào giúp các em ổn định về tâm lý. Với dạng đề quen thuộc thì nó sẽ giúp tác động tích cực đến con, vì là con có luyện tập mà trước đấy nhiều rồi. Đêm nay con thấy khá thú vị. Con thấy thú vị vì bài nghị luận xã hội nó khá là lạ. Trong chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng mai, ngày 9 tháng 6, thí sinh dự thi môn toán với hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.